anh em họ Chu ở ấp Phước Lũ, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ngôi nhà này do ông Trương Văn Độ, là ông bố của ông, khởi công xây dựng vào năm 1965 và mấy năm sau mới xong. Hồi đó phải sang tận Campuchia mua gỗ rồi đợi đến mùa mưa lũ, khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch mới dùng bè xuôi theo nước mang gỗ về. Tất cả đều là gỗ cam xe và gõ đỏ. Lúc bấy giờ thợ từ miền Trung vô rất ít nên phần trang trí là phải mướn thợ ở vùng Cái Tàu Hạ và Đồng Tháp đến làm. Trong nhà hiện vẫn còn giữ được bộ tràng kỳ có mặt và lưng dựa ghép đá âm thanh cần xà cư chạm trộn rất tinh xảo. Hai chiếc tủ thờ cần ốc cũng được sắm từ đời ông cố ông Phấn. Ông Phấn nghe kể lại khi vừa mới làm nhà xong thì giới thượng hồ từ miền ngoài chở đồ độc, chở đồ đạc, tủ ghế đến nhà gạ bán. Ông cố bảo nhà mới cất xong, hết tiền nên không mua. Nhưng họ vẫn cứ khiêng đồ lên nhà và cam đoan bán chịu qua mùa lúa trở lại lấy tiền. Ngôi nhà của ông Phấn cất theo lối chữ đinh truyền thống với ba gian hai trái, mặt tiền dài đến 25m, mái ngói hiện vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có phần tường ngày xưa làm bằng ô giúp nên bị bong rồi. Còn lại, ngoại trừ ngày mới vào khoảng năm 1917, đền gạch tàu và bộ giàn trò vẫn giữ nguyên, chỉ có căn nhà dưới làm bằng gỗ thao lao nên bị mối mọt phần gác, những lõi bên trong thì rất cứng, đóng đinh không vô qua 150 năm. Nhưng ngôi nhà của ông Tuấn còn nhiều tác phẩm chạm khắc hoa văn, họa tiết công phu tỉ mỉ, đặc biệt là áo thờ tam vị thần đó đặt trên cao ở chính trung. Theo nghiên cứu Trương Ngọc Tường, đây là khu vực nhà nghỉ cho thuê các hộ gia đình ở đây thuê. Từ khi có chiếc tủ thờ, người ta đã loại bỏ khánh thờ. Ông Phấn cho biết, mấy năm trước, giới mua bán nhà cổ tới ra hỏi mua nhà. Họ đặt vấn đề tháo dỡ toàn bộ hoặc mua vài tháng. Nhưng ghế tràng kỳ, tủ thờ, thậm chí họ còn hỏi mua ốc xà cừ được gắn trong mấy tấm liễn. Nhưng ông từ chối thẳng từ, có đoàn nước ngoài đến tham quan và đặt vấn đề trùng tu lại ngôi nhà. Ông cũng không đồng ý, kế nhà ông Phấn là ngôi nhà của ông Trương Văn Me cũng được xây cất cùng thời điểm, họ có chung cố với nhau. Họ có chung ông cố với nhau, nhà cũng được cất theo lỗi chữ đinh, ba gian hai trái, nhưng mái trước khá thấp, vách trái chạm lộng được ngăn lại làm một gian, vách lụa và hệ thống vì kèo, mái ngói còn khá nguyên vẹn. Hệ thống kèo của ngôi nhà này không cần ốc mà chỉ chạm trộn phần gỗ vào các điệp đầu kèo, dạ kèo và không sơn phết, rất nhẹ nhàng thanh thoát. Chiếc bi hai bà đi giống nhau thế. Được thiết kế lửng cách mặt đất trên 1m, chân cao vào làm chạm hình sụp đỉnh khá tinh xảo. Ngôi nhà này không còn nhiều đồ đạc, chỉ có một ghế ghi, trang kỳ và trang thờ gia thần ở chính trung. Bộ phi còn lại tấm hoành trương phủ đường đặt chính giữa, sơn son thép vàng, chạm cửa võng khác với quan niệm của ông Trương Văn Me là nếu nhà hư thì có tiền bao nhiêu sửa bấy nhiêu. Ông Phấn lại hợp đồng với công ty cổ phần du lịch Vĩnh Long đón khách du lịch tìm nguồn thu để tu sửa nhà. Hiện công ty cổ phần du lịch Vĩnh Long chi cho ông Phấn 200.000 đồng trên một khách, trong đó bao gồm ăn uống và chỗ ngủ qua đêm. Đó là khách đi lẻ. Còn khách đoàn từ vài chục người trở lên, công ty chỉ chi 150.000 đồng trên một khách. Gần đây nhiều du khách Pháp Úc ở lại qua đêm, ông bố trí giường buồng nhà trên cho họ nghỉ, chỉ tránh không đặt giường buồng ngay dưới bàn thờ cửa quyền. Theo ông Phạm Văn Ân, nhân viên ban quản lý di tích Vĩnh Long, đây là việc làm hai bên cùng thôi, là một trong những di tích đẹp của ông. Tuy nhiên, ông cũng cho biết gần đây khách tham quan thì công ty lại được quyền không hợp tác với các tour từ Sài Gòn xuống. Vì vậy, ông tính năm 2016 khi hợp đồng hết hạn, ông xin thôi không. Chỗ